gì? Thế bây giờ cậu muốn thi như thế nào đây? Bây giờ mình sẽ thi theo 3 vòng và mỗi vòng là một chủ đề khác nhau như một cái. Ok, vậy vòng đầu tiên tới chọn chủ đề cái sao? Ok. Chọn chủ đề con vật nhá. Ờ, chơi luôn. Ở vòng đầu tiên này thì mình sẽ tạo hình một con voi nha các bạn. Phải là con voi thì mới có thể chiến thắng được Su Hào. Đây, mình sẽ làm cái thân của nó trước nha. Rồi, cái thân thì sẽ có cái mình này. Đây chính là cái mình của nó này. Rồi, cái mình của mình đã hoàn thành đây này. Tiếp theo thì mình sẽ làm đến phần chân nhá. Ok, cặp chân thứ hai này nhá. Tiếp theo, con voi không thể thiếu cái vòi nha các bạn. Cái vòi cao chưa? Tiếp theo là hai cái tai này. Đấy, rồi còn cái đuôi này. Xong. Ở vòng này Su Hào sẽ tạo hình một con cá nha các bạn. Trước tiên thì chúng ta sẽ làm cái thân con cá nhá. Đây, thân con cá này. Đó, Su Hào sẽ làm cho cái thân nó rất là to luôn nha. Rồi, tiếp theo là sẽ làm một cái đuôi nè. Đây. Rồi, và còn phần đầu này nha các bạn. Phần đầu thì Su Hào sẽ sử dụng hai cái thanh uốn cong này nha. Như vậy là Su Hào đã hoàn thành rồi này các bạn ơi. Và đặc biệt nha, con cá của Su Hào có thể là quẩy đuôi này. Quẩy đuôi này các bạn ơi. Đấy. Như vậy là vòng 1 tụi mình đã tạo ra những sản phẩm riêng cho mình rồi nè. Ê Su Hào, hả? Cậu thấy con voi của tớ thế nào? Con voi của cậu nhìn hơi dị dị của cải ạ. Cái đuôi này với cái tai nó bằng nhau này. Còn cái vòi thì nó ngắn ngủn nè, mà không thấy cái đầu đâu cả. Trời ơi, tớ làm đẹp như thế này mà còn chê nữa. Tớ chấm cho cái này là 9 điểm đó. Đâu, con cá của cậu đưa tớ xem nào. Đây này con cái, thấy đặc sắc chưa? Đuôi có thể quẩy luôn đó nè. Ủa, cái đấy gọi là con cá đó hả? Đúng rồi. Trời ơi, nhìn nó chả ra con cá mà nó ra cái con gì ấy Su Hào. Con gì? Con đẹp như thế này con gì nữa? Con run dẹp. Wow, con cái ơi. Ở vòng này mình nhờ các bạn khán giả chấm điểm đi. Cũng được. Cho nó công bằng. Của Su Hào là con cá đấy các bạn ơi. Của cụ cải là con voi nhá. Các bạn nhớ chấm điểm cho mình nhá. Ở vòng thi thứ hai thì mình sẽ thi gì đấy Su Hào? Vòng 2 mình sẽ thi tạo hình kiến trúc đi cụ cải. Ví dụ như là nhà cửa này, cầu đường này. Ok, chơi luôn. Ta-da! Các bạn ơi, cụ cải đã làm xong sản phẩm của mình rồi này. Đố các bạn biết đây là cái gì? Ủa, cậu làm gì cụ cải? Sao nhìn nó lôi thôi vậy? Cái này mà lôi thôi á, Su Hào đúng là không có mắt thẩm mỹ gì. Đây là cái cối xay gió trong truyền thuyết đó Su Hào. Cậu nhìn thấy những cái cánh quạt ở trên này không? Còn dưới này là cái trụ này. Quá là đẹp luôn, thế mà còn chê nữa. Ôi, tao nhìn nó yếu yếu sao cụ cải? Ôi, nhưng mà nó đẹp. Đây, ở đây có hai cái cánh quạt luôn nha. Hai cái cối xay gió luôn nha Su Hào. Còn Su Hào, cậu làm được cái gì vậy? Ta-da! Các bạn ơi, đây là một tượng nhân sư của Pharaoh trong thế giới Ai Cập cổ đại đó. Đây, các bạn có thể thấy đây là thân tượng nhân sư này. Và lên phía trên này, đây là đầu của tượng nhân sư này các bạn. Đó, các bạn thấy giống chưa? Đây, phía dưới này Su Hào làm rất là vững chắc luôn nha. Và có thể là cầm lên được luôn này. Đây, Su Hào cầm lên cho các bạn xem nha. Đấy. Wow. Phía dưới còn giống như là một cái kim tự tháp đó các bạn. Sao cái, cậu thấy tác phẩm nó tuyệt vời chưa? Trời ơi, cái này mà tượng nhân sư gì? Đấy, nhân sư. Nó giống như là cái chòi canh máy lợp vậy á. Có gì đâu tượng nhân sư đâu. Nhìn đẹp như thế này là một chòi canh máy lợp các bạn. Nhưng mà nhìn đi, của tớ vẫn là đẹp nhất, xịn nhất. Đó. Xịn nhất à? Tớ cầm lên xem nào. Thôi tớ không cầm đâu. Cầm lên đi. Nắm nặng lắm. Trời ơi, cải yếu lắm các bạn. Đó, thấy chưa? Đây, 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 đây của Su Hào này. Là luôn cả cái đầu này. Có nhân sư nào đụng đầu không? Đấy, có chứ. Và đây là cối xay gió double của cụ cải nha. Ở vòng thứ 3 thì cậu muốn làm gì đây cụ cải? Vòng này tôi nghĩ là chúng mình nên chế tạo con quay vô cực đi Su Hào. Xem con quay của ai quay lâu hơn. Ý tưởng hay đấy cụ cải. Vậy mình làm luôn đi. Các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ chế tạo một con quay vô cực khổng lồ nha. Đây. Con quay thì rất là đơn giản các bạn ạ. Chỉ cần ghép những cái cánh này lại với nhau là chúng ta đã có một con quay rồi. Đó, như vậy là con quay của mình đã hoàn thành rồi nha. Vòng này Su Hào sẽ làm một con quay vô cực xoắn ốc nha các bạn. Đây, mình sẽ cho một quả bi ở giữa nè. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn những cái hình cong này nha các bạn. Lên đây để làm con quay xoắn ốc. Đấy, khá là nhiều hình cong luôn nè. Hình như là được rồi các bạn ơi.
Cậu làm xong chưa Su Hào? À, tớ làm xong rồi nè. Vậy thì tụi mình thi với nhau đi. Ok. Rồi, sẵn sàng như cô cái. Sẵn sàng. 1, 2, 3. Trời ơi, chắc gì, biết đâu hai vòng kia tự thắng thì sao? Các bạn khán giả ơi, các bạn hãy giúp Su Hào với Cụ Cải chấm điểm xem là trong 3 vòng thi vừa rồi ai nhiều điểm hơn nhá. Bây giờ tụi mình thi gì tiếp đây Cụ Cải? Thôi, tớ không thi nữa đâu. Mục đích chỉ tớ qua là để khoe cậu bộ đồ chơi này nè. Đồ chơi gì mà nhìn lạ thế Cụ Cải? Đây là bộ đồ chơi xếp hình magic bằng nhựa mà tớ vừa mới mua đó Su Hào. Nó cũng tương tự như là bộ đồ chơi nam châm của cậu đó. Wow, nhìn hay vậy. Cậu giới thiệu cho tớ xem đi. Đây, để tớ bóc ra cho cậu xem này. Wow. Ở bên trong bộ đồ chơi này sẽ có tất cả là 4 loại bóng màu này Su Hào. Và bên cạnh đó là những cái thanh để nối này. Wow. Ở đây thì chúng ta có thể tạo hình rất là nhiều hình thù khác nhau bởi cái bộ đồ chơi này đó. Ở đây người ta cho mình rất là nhiều hình mẫu này Su Hào. Có vòng đu quay này. Rồi khu vui chơi này. Bóng kim này, cái ghế này. Và rất là nhiều hình thù khác nữa đó. Bây giờ tụi mình thử tạo hình với bộ đồ chơi của cậu đi cô cái. Tớ thử làm hình vuông nhé Su Hào. Ok cậu làm đi. Đây, hình vuông thì rất là dễ luôn. Đó, tớ làm xong cái đế này này Su Hào. Bây giờ mình sẽ cắm những cái cây này lên nha. Cậu cắm đi. Rồi. Nhìn như kẹo mút đó nha. Giống cái trang đó nha. Ok, tớ đã hoàn thành hình vuông này này Su Hào. Wow, nhìn cũng hay nha. Ê, bây giờ mình tạo hình khác đi. Bây giờ tớ sẽ tạo hình con chó như một cái. Bây giờ mình sẽ gắn vào đây nè. Tớ sẽ làm cái thân đó nha. 4 chân này, đấy, đứng được rồi nè. Rồi bây giờ tớ sẽ gắn cái đầu nha. Rồi tiếp theo là cái miệng của con chó nè. Và cái đuôi nha. Yeah, như vậy là xong rồi này Cụ Cải. Cái này sao giống hình con chim ở đây thế Su Hào? Cái này, người ta ghi bớt nè. Con chim hả? Ủa chim mà sao nó lại 4 chân nhỉ? Cái này chắc phải thêm cái tai nó mới thành con chó chứ Su Hào. Để tớ thêm nhá. Sao Su Hào, thấy bộ đồ chơi của tớ thế nào? Cũng hay đấy, không kém gì bộ đồ chơi của tớ nhỉ? Tất nhiên rồi. Mà cái này cậu mua đâu vậy Cụ Cải? Cái này tớ mua ở cổng trường đó Su Hào. Cổng trường rẻ lắm nha. Ê nhưng mà Su Hào ơi. Sao? Quá trời cơm trưa rồi, tớ phải về đấy, con mẹ la chết. Không sao, chơi tiếp.